Kính chào các bác, anh chị và các bạn. Trưa nay ngày 5 tháng 11, chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin giá mủ mà bà con đã gửi về khắp nơi cho chúng tôi. Và bây giờ trước khi chia sẻ cái giá mủ của đợt thứ hai này, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ hai cái thông tin rất là hữu ích đến bà con và có lẽ là nhiều bà con rất là quan tâm. Đó là hội thi bàn tay vàng ở nông trường Cù Bị ở quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các anh chị. Thì ở cái đợt thi vào ngày 1 tháng 11 này, thì giải nhất thuộc về là nông trường Bình Ba, tức là giải nhất đồng đội, của anh chị. Còn giải nhất cá nhân thuộc về anh Vũ Đức Tài, thuộc nông trường Xà Bang. Giải nhất cá nhân như của anh chị ở cuộc thi này thì có 5 nông trường dự thi, đó là nông trường Xà Bang này, nông trường Bình Ba, nông trường Cù Bị A, nông trường Cù Bị B và công ty cổ phần cao su Thống Nhất của anh chị. Cái cuộc thi mà bàn tay vàng là một trong những cái cuộc thi danh giá nhất dành cho những anh chị em công nhân cầm mũ cao su, và ai đạt được danh hiệu này thì cũng rất là vui, bởi vì đây là một cái danh hiệu cao quý nhất trong cái nghề cầm mũ cao su của anh chị. Và tiếp theo thì chúng tôi xin chia sẻ cái thông tin thứ hai cũng bà con cũng rất là lưu ý, đó là cái thông tin về cuộc bầu cử tại ở Mỹ của anh chị. Thì hiện tại cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn còn kiểm phiếu, và hiện tại thì ông Biden đã tạm dẫn đầu với 264 phiếu đại cử tri, và ông Trump, ông tổng thống Trump thì nhiệm kỳ một đó, ông Trump thì chiếm được 214 phiếu đại cử tri, tức là ông Biden đang dẫn trước ông Trump đến 50 phiếu đại cử tri. Nhưng mà kết quả thì vẫn chưa có kết quả cuối cùng, tại vì còn phải kiểm phiếu. Thì chúng tôi khi nào mà có cái thông tin chính thức thì chúng tôi sẽ thông báo với cô bác chị ha, sau cái thông tin này nha cô bác chị. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ thêm hai cái thông tin rất hữu ích và cô cũng có rất nhiều cô bác chị quan tâm. Thì tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ cái giá mủ của ngày hôm nay cho cô bác anh chị. Vào trưa nay thì ở Minh Hưng Bù Đăng, mủ nước là 340 đồng trên một độ. Ở Tân Thành Đồng Xoài, mủ nước là 335 đồng trên một độ. Ở Thuận Lợi là 360 đồng trên một độ. Ở Đức Linh Bình Thuận là 350 đồng trên một độ. Ở Phú Riềng thì có cô bác anh chị bán được 362 đồng trên một độ. Ở Bù Đăng có cô bác anh chị bán được 345 đồng trên một độ. Ở Kon Tum 350 đồng trên một độ. Và ở xã hoặc hay là huyện gì bà con gửi về là Cờ Rông KRONG của anh chị, đọc là Cờ Rông của Kon Tum, là 350 đồng trên một độ. Ở Bình Dương thì có cô bác bán với giá là 340 đồng trên một độ. Ở Đăng Hà Bù Đăng thì là 340 đồng trên một độ. Ở Minh Thắng thuộc Chơn Thành là 330 đồng trên một độ. Ở Lộc Ninh Bình Phước 330 đồng trên một độ. Ở Đồng Tâm 350 đồng trên một độ. Ở Phú Riềng, ở một địa điểm khác bà con ở Phú Riềng nữa, thì bà con bán được với giá là 357 đồng trên một độ. Ở Phước Tính thì 355 đồng trên một độ. Còn ở cơ sở thu mua mủ Út Cải ở thôn 4 Minh Hưng Bù Đăng Bình Phước, có bà con bán được 345 đồng trên một độ. Rồi cái ở địa chỉ Gia Lai, địa chỉ cụ thể là Ia Grai, tỉnh Gia Lai của bán chị, có cô bác chị bán được 350 đồng trên một độ. Ở Đức Cơ Gia Lai thì có cô bác chia sẻ là 340 đồng trên một độ. Ở Đông Hưng Phú Riềng thì 355 đồng trên một độ. Ở Đắk Nông thì 330 đồng trên một độ.
ở Lam Sơn Bù Đăng là 335 đồng trên một độ. Ở Ngọc Hồi Kon Tum thì có cô bác chị chia sẻ là 370 đồng trên một độ. Ở Thuận Lợi Phú Riềng 360 đồng trên một độ. Ở Minh Thành Trơn Thành thì ngày nay ở Minh Thành Trơn Thành thuộc huyện Trơn Thành tỉnh Bình Phước, chúng tôi bán ngũ được 335 đồng trên một độ. Còn muỗng chén thì bằng giá với ngày hôm qua là 14.000 đồng trên một ký. Ở Tân Hòa Đồng Phú 345 đồng trên một độ. Ở Tân Lợi Đồng Phú 350 đồng trên một độ. Và có một địa điểm nữa cũng ở Phú Riềng, bà con bán được 365, tức là ở Phú Riềng thì có bà con bán được 362, rồi có bà con bán được 365, rồi có bà con bán được 357, tức là những địa điểm thường chênh lệch với nhau 5 đến 7 giá, có khi 10 giá của bác chị. Và anh chị Hằng Võ chia sẻ ở Chư Ba Gia Lai mũ nước là 340 đồng trên một độ. Anh chị Nam Vũ chia sẻ ở Đông Hà Đức Linh Bình Thuận mũ nước là 340 đồng trên một độ. Anh chị Kỷ Nguyên chia sẻ ở Ngọc Quan Kon Tum 330 đồng trên một độ. Anh chị Lâm Nguyễn chia sẻ ở thành phố Kon Tum 340 đồng trên một độ. Anh sĩ Văn Đằng cũng chia sẻ ở Chư Ba Gia Lai 340 đồng trên một độ. Còn anh chị Đăng Nguyên chia sẻ ở Đắc Tô Kon Tum 370 đồng trên một độ, muỗng chén thì 13.000 đồng trên một ký. Còn anh chị Thu Trần chia sẻ ở Ngô Mây Kon Tum 340 đồng trên một độ. Và đặc biệt thì ở Phú Yên, anh chị em Phạm chia sẻ mũ nước là 370 đồng trên một độ. Phú Yên cái mức giá mũ 370 đồng trên một độ là đã ổn định khoảng một tuần nay của anh chị. Ở Phú Yên giá mũ rất ổn định. Mũ chén thì 14.000 đồng trên một ký ở Phú Yên như của anh chị em Phạm chia sẻ. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn cho cô bác anh chị cái giá cà phê và giá hồ tiêu để cho những cô bác anh chị mà có vừa trồng cà phê, vừa trồng tiêu và cao su thì cũng nắm thêm giá như cô bác chị. Thì giá cà phê thế giới thì ngày hôm nay giảm. Còn giá cà phê trong nước thì như sau. Giá cà phê ở Đắk Lắk thì có huyện Cư Mờ Ga là 32.900 đồng trên một ký cà phê nhân. Ở huyện Ea Hờ Leo 32.700 đồng trên một ký. Ở huyện Buôn Hồ 32.700 đồng trên một ký. Ở tỉnh Gia Lai thì có huyện Pleiku 32.500 đồng trên một ký. Ở La Grai, huyện La Grai là 32.500 đồng trên một ký. Ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai 32.400 đồng trên một ký. Ở Lâm Đồng, ở tỉnh Lâm Đồng thì có huyện Lâm Hà 32.000 đồng trên một ký. Huyện Bảo Lộc 32.100 đồng trên một ký. Ở huyện Di Linh 32.000 đồng trên một ký. Còn ở Đắk Nông thì ở huyện Đắk Lắk 32.400 đồng trên một ký. Ở huyện Gia Nghĩa là 32.500 đồng trên một ký. Ở Kon Tum thì ở huyện Đắc Hà Kon Tum thì 32.300 đồng trên một ký cà phê nhân. Còn ở Hồ Chí Minh thì cà phê loại 1 là 34.200 đồng trên một ký. Đó là giá cà phê. Nhìn chung giá cà phê hôm nay giảm 100 đồng. Tiếp tục giảm 100 đồng trên một ký như cô bán chị. Còn giá hồ tiêu. Giá hồ tiêu thì ở Bà Rịa Vũng Tàu là 54.000 đồng trên một ký là cao nhất. Giá ở Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu là cao nhất. Ở Bình Phước là 53.000 đồng trên một ký. Ở Đồng Nai 52.000 đồng trên một ký. Ở Đắk Lắk thì huyện Ea Hờ Leo là 52.500 đồng trên một ký. Ở Gia Lai thì ở huyện Chư Sê 52.000 đồng trên một ký. Ở Đắk Nông thì ở Gia Nghĩa 52.500 đồng trên một ký. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ cao su cũng như giá cà phê, giá hồ tiêu. Thì nhìn chung giá mũ cao su ngày hôm nay thì cũng giảm, giá cà phê giảm và giá hồ tiêu có một số nơi giảm nhẹ 500 đồng trên một ký như cô bác chị. Cảm ơn cô bác chị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
À, rất là cảm ơn bà con đã gửi cái giá về để chúng tôi có những cái thông tin rất hữu ích để cập nhật và chia sẻ một cách chính xác đến cho bà con từng vùng miền ha. Cảm ơn bà con rất nhiều và hẹn gặp lại bà con những video hữu ích, những video giá mũ sau. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào bà con.